Già hóa dân số đặt Việt Nam trước nhiều thách thức cũng như cơ hội về chăm sóc sức khỏe, nguồn cung lao động và sử dụng lao động người cao tuổi. Theo giới chuyên môn, tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận công nghệ số không chỉ giúp họ có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn, mà còn làm giảm những tác động bất lợi đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và phát huy được các lợi ích của dân số cao tuổi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để người cao tuổi có thể tiếp cận và sử dụng các ứng dụng của công nghệ số để cuộc sống của họ được khỏe mạnh và có ích. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đây là hình ảnh buổi lễ ra mắt ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe dành riêng người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Y tế cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức cùng với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 9. Ứng dụng này được thiết kế để tìm kiếm thông tin về sức khỏe, kết nối mạng lưới bác sĩ gia đình và viện dưỡng lão để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người cao tuổi trong cuộc sống hàng ngày hay trong các tình huống khẩn cấp để bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau, giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ số. Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2011 và cho đến năm 2019 thì số người cao tuổi đã chiếm đến 11,86% trong số dân. Và như vậy thì cái tốc độ già hóa nhanh ở Việt Nam cũng đã tạo ra rất nhiều những cái thách thức, cái áp lực đối với sự thay đổi hệ thống an sinh xã hội, giao thông, rồi lao động việc làm, rồi là khu vui chơi giải trí và đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động chăm sóc người già, đứt gãy các luồng thông tin. Tuy nhiên, công nghệ số đã giúp các dịch vụ được tiếp tục triển khai và mọi người có thể duy trì kết nối. Khi đó thì người cao tuổi không thể đứng ngoài dòng chảy của công nghệ, họ buộc phải học cách làm quen và tiếp cận với công nghệ số. Chưa bao giờ công cuộc chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Nổi bật trong đó phải kể đến dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến qua video cùng các bác sĩ trên ứng dụng di động. Người cao tuổi chỉ cần thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, có kết nối Internet là có thể gặp bác sĩ chuyên khoa chỉ sau vài thao tác đơn giản. Đó cũng là chủ đề Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 năm nay. Công bằng kỹ thuật số cho mọi lứa tuổi nhằm truyền đi thông điệp về nhu cầu tiếp cận và tham gia một cách có ý nghĩa của người cao tuổi vào thế giới công nghệ số, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.